Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay. Lữ Khâm Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Thu Tiền Việt Nam cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.将军。将军。将军。
Xin
将军。将军，chơi đến đây sát cục, Lữ Khâm buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Thu tiền cầm đỏ đi tiên, mạnh thần cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Chuyên. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình.
Chăng chuyên. Chơi đến đây sát cục, Mạnh Thần, buông cờ nhận thua, video của em, xin kết thúc ở đây, cảm ơn. Anh chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.